Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu. Tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Đông. Rồi chào anh Thái nha, chào cô chú anh chị nha. Lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đồng hồ em clip vừa rồi nha. Thì nay em cũng lên một số cây hoa giấy, nói chung là đang hoa rực rỡ luôn. Rồi mong cô chú anh chị sẽ xem video và ủng hộ em. Rồi địa chỉ vườn em là Tăng Thánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì nay em có lên một số một lô siêu bông nha anh chị, rất là nhiều màu luôn. Nó anh chị nào lấy sỉ và lẻ thì cứ liên hệ bên em nha. Rồi số điện thoại của em là 0784 694 419. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên mã số 1 nha anh chị. Một cây ngũ sắc thái 5 màu luôn. Cây này em đo được chiều cao là 90, tán ngang là 85, quanh là quanh 15 nha anh chị. Đây em có đủ màu luôn anh chị ơi. Gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và màu trắng phất hồng của anh chị em. Dạ. Ở đây thì có một nhánh nó bị gớt bo nha anh chị. Nếu mà đi, khi ship hàng thì đi thì em cắt đây nha, là cây rất là đẹp luôn. Đó. Tại đóng nó cũng khó nên chị có gì em đi em sẽ cắt, em bôi keo liền sẹo cho anh chị mình nha. Đó, một cây ngũ sắc thái đủ 5 màu nha anh chị, rất là đẹp luôn. Rồi cây số 1 này em xin giao lưu là giá là 280.000 anh chị ơi, 280.000 cho cây mã số 1. Và tiếp theo mã số 2. Em đo được chiều cao nó là 75, tán ngang nó là 70, quanh là quanh 14 nha anh chị. Đây em có tím bướm nè, trắng tiết, hồng tiết nha anh chị, 3 màu, rất là đẹp, bông rất là to nhiều luôn. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu là 250.000, 250.000 cho cây mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3 là cây trắng tiết nha anh chị, đến nôm của anh chị em. Dạ. Trắng rực rỡ. Rồi cây này em đo được chiều cao là 75, tán ngang là 55, quanh là quanh 13 anh chị ơi. Rất là đẹp luôn, một màu trắng. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu là giá là 280.000, 280.000 cho cây mã số 3 anh chị ơi. Rồi tiếp theo mã số 4. Em đo được chiều cao nó là 95, tán ngang nó là 70, quanh là quanh 17 anh chị. Rồi mã số 4 em xin giao lưu là 300.000. Cây này có trắng tiết với tím tiết nha anh chị, tiểu Ấn Độ nữa anh chị, với tiểu Ấn Độ nó 3 màu. Nó mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Nay là lên rất là nhiều màu luôn anh chị ơi. Mã số 5. Cái này em đo được chiều cao là 95, tán ngang là 70, quanh là quanh 15. Nó tông đế rất là đẹp luôn nha anh chị. Rồi mã số 5 này em xin giao lưu là giá là 300.000. Gồm có đỏ rách vi da, dưa hấu và trắng tuyết của anh chị em. Dạ. Mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Số 6 em đo được chiều cao là 90, tán ngang là 75, quanh là quanh 18 nha anh chị. Ở đây nó hơi bị chày da nha anh chị, nó qua đá của anh chị. Dạ, qua đá. Cây rất là đẹp. Mã số 6 em có trắng tiết, hồng tiết, tiểu Ấn Độ, red pizza, cam lửa nha anh chị, vàng lửa, vàng lửa nữa, 5-6 màu nha anh chị. Đó. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu là giá là 350.000, 350.000 cho cây mã số 6. Cây rất là to đẹp luôn chị. Mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 em đo được chiều cao là 85, tán ngang là 65, quanh là quanh 13 anh chị ơi. Này em có red pizza, tím bướm, trắng tiết, 3 màu nha anh chị. Ruby tím lửa, ruby tím lửa nữa là 4 màu. Rồi mã số 7 này em xin giao lưu là 300.000, 300.000 cho cây mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Em đo được chiều cao là 95, tán ngang là 65, quanh là quanh 18 anh chị. Em có tiểu Ấn Độ, hồng tiết, red pizza, vàng lửa. Vàng lửa nó là 4 màu nha anh chị.
Rồi mã số 8 này một rễ luôn. Nó em xin giao lưu là giá là 320 ngàn. 320 ngàn cho cây mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Em đo được chiều cao là 95. Tán ngang là 60. Quanh là quanh 18 nha anh chị. Đó, cây này làm có red pizza nè. Rồi trắng tiết nè, tím bướm, ruby tím lửa, ruby tím lửa, hồng gân, hồng gân. Đây có dưa hấu không phải. Rồi mã số 9 em xin giao lưu là 350 ngàn. 350 ngàn cho cây mã số 9 nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số 10. Em đo được chiều cao là 90. Tán ngang là 60. Quanh là quanh 13 anh chị ơi. Này em có trắng malai nè. Tiệm độ 3 màu. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 280 ngàn. 280 ngàn cho cây mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Em đo được chiều cao là 90. Tán ngang là 60. Quanh là quanh 14 nha anh chị. Rồi mã số 11 em có tím lửa mới nè, trắng tiết, red pizza, tiểu Ấn Độ. Tiểu Ấn Độ, dạ. 4 màu. Mã số 11. Rồi cây này em xin giao lưu là 280 ngàn. 280 ngàn cho cây mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Tông này nói chung rất là đẹp không nha. Form rất là đẹp, gồm đặc của anh chị em. Dạ. Rồi cây này em ra được chiều cao là 1m. Tán ngang là 70. Quanh là quanh 17 anh chị. Rồi mã số 12. Đó. Cây này vẫn là trắng tiết, hồng tiết là 2, vàng lửa là 3. Tiểu Ấn Độ là 4. Đỏ lửa là 5 quý anh chị em. Dạ. Rồi mã số 12 này em xin giao lưu là 350 ngàn. Nói chung là 5 6 màu nha quý anh chị. Dạ. 350 ngàn. Chưa lên. 350 ngàn cho cây mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Cây này vàng lửa lên nè, hoa rất đẹp. Cây số 13 em đo được chiều cao là 1m. Tán ngang là 80. Quanh là quanh 17 chị ơi. Rễ quý anh chị em, cây rất đẹp ha. Dạ. Gồm có tím tiết, trắng tiết, đỏ raspberry, vàng lửa. Alisa. Dạ. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu là 350 ngàn. 350 ngàn cho cây mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. Là một cây trắng tiết nha anh chị. Rồi cây này em đã được chiều cao là 1m. Tán ngang là 75. Quanh là quanh 20 nha anh chị, quanh 20. Rồi cây này mã số 14. Em xin giao lưu là 300 ngàn. 300 ngàn cho cây mã số 14 anh chị ơi. Rồi tiếp theo mã số 15. Làm em ra được chiều cao là 1m. Tán ngang là 70. Quanh là quanh 15 anh chị ơi. Nó cây mã số 15 thì em có trắng tiết, cam lửa, red pizza với vàng lửa nha anh chị. 4 màu. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu là giá là 330 ngàn. 330 ngàn cho cây mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. Em đo được chiều cao là 85. Tán ngang là 75. Quanh là quanh 15 anh chị ơi. Này, mã số 16. Đỏ rất chi da, hồng tuyết, đỏ lửa và mandarin. Dạ, 4 màu, rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rồi mã số 16 này em xin giao lưu là 300 ngàn. Mã số 16 300 ngàn. Rồi tiếp theo mã số 17. Vậy em đo được chiều cao là 90. Tán ngang là 75. Quanh là quanh 15 nha anh chị.
hoành 15. Rồi mã số 17. Em có hồng găng nè, trắng tiết, vàng lửa, hồng lửa. 4 màu nha anh chị. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 330.000. Tiểu độ nữa là 5 màu. Dạ, 330.000. Rồi cái này mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. Một cây mandarin của anh chị em. Dạ, dòng đổi màu, hoa rất đẹp. Em đo được chiều cao là 95. Tán ngang là 85. Quanh là quanh 14 anh chị ơi. Rồi mã số 18. Hoa là cực kỳ luôn anh chị ơi. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 300.000. Cây này về lấy bo rất là nhiều nha quý dạ, cô chú anh chị. Lấy bo rất là nhiều luôn. Mã số 18. Tiếp theo mã số 19. Cây tàn rất là to luôn chị. Màu chủ đạo là trắng tiết của chị em. Thêm một màu đỏ rất visa nữa dạ. Tiếng tiết nữa. Rồi cây em đã được chiều cao là 1m. Tán ngang là 90. 3 màu. Quanh là quanh 15 nha anh chị. Đây nó có hơi chạy cái da chút xíu nha. Do va chạm khi mà khai thác phôi. Dạ. Rồi cây mã số 19 tàn rất là to luôn chị. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 350.000 anh chị ơi. 350.000. Mã số 19. Để đàn gái ngoan ha đâu. Dạ dạ. Mã số 20. Dạ. Rồi cây này em đo được chiều cao là 65. Tán ngang là 60. Quanh là quanh 18 anh chị ơi. Rồi mã số 20. Đó, một cây ba màu. Sakura Balaikan, dạ. Cẩm thạch tím tuyết và cành vàng lá ngọc của anh chị em. Dạ. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu là giá là 300.000. 300.000 cho cây mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21. Tiếp tục là cây nhiều màu với cô chú chị. Dạ. Rồi cây này em đo được chiều cao là 95. Tán ngang là 60. Quanh là quanh 17 anh chị ơi. Rồi mã số 21 nha anh chị. Em có tím bướm nè, vàng lửa, trắng tiết. Rồi tím lửa mới, hồng lửa. 4 5 màu nha anh chị. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu là 300.000. 300.000 cho cây mã số 21. Rồi đây cũng là cây cuối clip nha, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của em và cây kênh của anh Thái nha. Em cảm ơn cô chú anh chị ạ. À, ngoài những cái mã số thì trong vườn còn số lượng sỉ ha. Lô này rất là nhiều cây cũng mẫu như vậy. Quý anh chị em nào cần sỉ thì cứ liên hệ trực tiếp với em Đông nha. Sẽ có giá tốt nhất cho quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi hẹn gặp lại vào clip tiếp theo nha.